Hello, xin chào các bạn. Bạn ơi, bữa nay mình ăn cua các bạn. Mà dạo này cua rất là mắc các bạn nha. Mới giờ vô cái là chê rồi. Nói chung là từ sau dịch á thì hàng hóa cao, rất là cao luôn. Thì đồ mình bán cũng vậy. Thì ở đây là có ba con này là khoảng 122 đồng các bạn. Là tính ra là nó rất là mắc. Chứ hồi trước là mình nhớ là nhiều khi mình mua 4 con là không có tới giá đó mà. Ở trong này thì có hai con nó nguội rồi. Bây giờ mình sẽ ăn con này ha. Con này thì mình mới giờ hấp lại cho nó nóng các bạn. Là cái này mình chỉ để làm kiểu thôi. Không có ăn đâu. Mình có cái dĩa đây. Sẽ để một con ở đây. Đó. Nước chấm thì có hai loại các bạn, ớt xanh với lại ớt đỏ. Em lấy cái kéo, hồi nãy em có lấy cái kéo rồi các bạn, nhưng mà kéo này hơi yếu, cần cái nào mà mạnh mạnh mới được đây. Với lại cái này có cái kẹp ở đây luôn các bạn nhé. Mình sẽ xịt cái này qua đây. Đó. Rồi mời các bạn nhé. Con này là con đực, đa số là đực các bạn, tại đây con cái là giống như là để nó sanh đẻ nên thành ra đa số là con đực nhiều. Mở cho các bạn coi nè, mình thèm ăn các bạn ơi, chứ cũng không có định là để mình làm video thèm ăn nên thành ra mua về ăn thôi. Wow, quá trời gạch luôn các bạn, coi nè, hút thử miếng coi. Thử miếng coi. Quá trời luôn nè. Ăn cua thôi, không ăn gạch. Cái thịt nó rất là ngọt luôn. Bây giờ mình làm là dùng rồi các bạn. Thật ra bẻ bằng tay cũng được. Này là cua BC các bạn, có một loại mình cũng hay nói đó là cua đá đó. Là rẻ hơn rất là nhiều các bạn không? Nhìn nó gần gần giống. Nhưng mà nó rất là cứng. Hồ răm rồi ở nhà. Mình vẫn ăn bình thường các bạn. Nhưng mà tại mình có quay video thôi. Chứ không phải là không quay cái là không ăn, giống như là ở nhà mình vẫn tôm cua này kia mình vẫn ăn. Thịt nó sẽ sực sực ngọt ngọt. Mình chủ yếu là làm video nói chuyện các bạn, tại cũng lâu rồi không có làm video. Hãy
Nước của nó rất là ngọt luôn. Cái này là ngon Úc của nó nè. Lúc đó chưa cần tới cái kéo luôn các bạn thấy không? Cái này cũng rất là dễ các bạn ha, ngon. Mình sợ dăng nước à, lấy nguyên miếng nè. Rất là ngon luôn. Mấy bữa nay là trời lạnh mà với lại lúc dịch nó lại lên tiếp các bạn, lại đóng cửa tiếp à. Hồi nam hai đứa nhỏ cũng ở nhà luôn nên cũng không có đi đâu được. Thật ra cũng không cần thiết chấm luôn á, thịt nó ngọt. Rất là dễ đấy thật ra. Cái này là luộc với lại gừng các bạn, nó ra rất là thơm gừng luôn á. Nó dằn lắm các bạn. Thịt cua thì nó có vị mặn mặn nhẹ các bạn. Nên các bạn luộc mấy cái hải sản thôi, không nên để muối các bạn ha. Cái thịt nó sực sực mà. Cái này mà ăn ở ngoài á, hoặc là kiểu như là tiệc á, ăn không thoải mái, ăn ở nhà mới thoải mái. Ăn sao ăn
Nên là thích ăn ở nhà hơn, nhưng nhiều khi làm biếng quá thôi. Mà lúc nào là vừa rồi nó thèm ăn ăn bún, tự nhiên thèm quá trời thèm luôn, thèm ăn bún măng vịt, order bún măng vịt cho đã, xong rồi đó. Tới chiều ăn á không có bún mà rồi nước súp á thì nó chua. Nên không biết, chứ bình thường làm như thế là ăn đâu có bị vậy đâu, đâu có bị chua vậy đâu. Cái này là mùa đông mà để ngoài là bình thường, thậm chí là mua khoảng giờ trưa mới ăn khoảng 4 giờ rồi đó, vậy mà nước súp nó chua không có ăn được luôn. Nước súp thì chua mà lại không có bún nữa, nghĩa là không có thịt luôn á. Mày chị ăn làm mới có gọi thêm một phần thịt thịt vịt với lại măng riêng, giống như là gọi thêm á, thì chỉ có cái đó thôi à. Còn ngoài ra là chỉ có nước súp lại không có bún, nên cũng không có vịt luôn. Nó khi đang thèm quá trời thèm luôn. Mà mê ngộ lắm à. Cái thèm là thèm lúc đó thôi và phải ăn liền. Giống như cua này nè, là hôm qua mới thèm các bạn. Là muốn ăn hôm qua. Mà không ăn được. Cái bữa nay là không thấy thèm các bạn, hết thèm rồi. Thì mấy món khác cũng vậy á. Mới mở thèm là chỉ có thèm lúc đó thôi à. Bởi vì mới không có mấy gì đồ đồ ăn online các bạn. Nghĩa là đồ ăn mà các bạn làm á. Tại vì bình thường làm là mình phải đặt trước các bạn, thì họ làm giống như là cuối tuần hay là bữa nào đó mình lấy, mà hôm nay thì toàn ăn tùy theo hứng các bạn ạ. Nhiều khi đặt cho đã tới bữa đó có tự nhiên không thèm vậy á, cắn luôn nè. Cái gì cũng vậy mà nhiều khi á, giống như là hồi trước á, ông xã của mình chẳng hạn, khi mà kêu mua á, hoặc là mua món gì đó không có mua liền các bạn ơi, hoặc là kiểu như là đợi tối hoặc đợi ngày mai á, hết thèm rồi. Không phải là mình giận hay là chảnh hay là cái gì đâu, mà thật sự hết thèm rồi các bạn. Ví dụ nhiều khi thèm uống trà sữa, mới chỉ thèm trong vòng mấy tiếng đó thôi, chứ mà đợi ngày mai á là hết à, hoặc là đợi mấy tiếng sau mà lâu á hết thèm rồi. Nhưng mà đàn ông mà họ không hiểu á, họ nghĩ là mình giận tại họ không có mua liền cho mình uống, hoặc là kiểu như là mình nhõng nhẽo này kia á, mà thật sự không các bạn ơi. Cái này thì các bạn khác như thế nào mình không biết không, nhưng mà riêng bản thân của mình á, là khi mà mình thèm á thì mình phải ăn trễ nhất là trong vòng bữa đó các bạn. Bữa bữa khác là tự nhiên nó hết thèm rồi các bạn. Ví dụ như trà sữa hết đó, giống như mình nói á, nhiều khi mà trưa trưa thèm tới chiều là hết thèm rồi các bạn. Không biết các anh có bị gì không. Chứ chị em thì mình nghĩ là cũng tự tự vậy. Nhưng mà các anh thì lúc nào cũng nghĩ là giận rồi, tại vì không mua liền. Không, thật sự hết hàm mà. Nhiều khi giống như là cuối tuần á, mình thèm ăn
Duyên là thịt bò mà. Xong rồi kêu đợi ngày mai ngày mốt hoặc là đợi tuần sau đi. Thật sự là mới không có thèm luôn á. Tuần sau không thèm luôn, hoặc là mai mốt cũng thèm luôn. Khi mà muốn ăn cái gì á thì có muốn ăn lúc đó thôi. Giống như cua này nè, hôm qua mới rất là thèm luôn. Mà bữa nay thì nó không còn thèm nữa. Không biết thương ai có vậy không ta? Thương cho đã đời xong rồi hết. Chắc bị đánh đít đó. Ui dân. Như là mấy món hải sản á là ăn liền mới ngon mà. Còn các bạn mà không ăn liền á thì các bạn làm chín nó đi xong rồi cất lại trong tủ, chứ các bạn mà để bữa sau là hư nha, bị ngộ độc, nên thành ra tất cả các loại hải sản này không có nên để bữa sau rồi làm. Nếu mà các bạn hết thèm giống Mary á thì cứ làm chín xong rồi cất trong tủ lạnh rồi ngày mai có thể chế biến lại. Rồi các bạn ơi, mình sẽ dừng video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới.